cái chết nhiều bí ẩn ở tuổi 32 của huyền thoại phim võ thuật Lý Tiểu Long. Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở tuổi 32 hồi mùa hè năm 1973. Sự ra đi của Lý Tiểu Long cho tới giờ vẫn tạo nên nhiều giả thuyết. Lý Tiểu Long, tên khai sinh là Lý Trấn Phiên, là một cố võ sư, diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ gốc Hồng Kông. Ông là người sáng lập môn phát tiệt quyền đạo, một triết lý võ thuật kết hợp rút ra từ các môn chiến đấu khác nhau thường được cho là đã mở đường cho võ tổng hợp hiện đại MMA ngày nay. Lý Tiểu Long được các nhà phê bình, giới truyền thông và các võ sĩ khác coi là võ sĩ có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là biểu tượng văn hóa đại chúng của thế kỷ 20, người đã thu hẹp khoảng cách giữa Đông và Tây. Ông được ghi nhận là người quảng bá phim điện ảnh hành động Hồng Kông thời kỳ thuộc Anh và giúp thay đổi cách thể hiện của người châu Á trong phim Mỹ. Lý Tiểu Long, sinh năm 1940, mất năm 1973, là ngôi sao huyền thoại của dòng phim võ thuật. Tài tử còn được xem là người góp phần sáng tạo nên bộ môn võ tự do, MMA. Lý Tiểu Long được đánh giá là một biểu tượng của văn hóa đại chúng trong thế kỷ 20. Tài tử từng đáp ứng được thị hiếu của cả công chúng phương Đông và phương Tây thông qua các bộ phim điện ảnh. Lý Tiểu Long qua đời vào ngày 20 tháng 7 năm 1973 ở tuổi 32. Thời gian đã trôi qua đã hơn 50 năm, nhưng những đồn đoán xung quanh nguyên nhân dẫn tới sự ra đi của nam diễn viên huyền thoại vẫn chưa dừng lại. Tờ tin tức South China Morning Post đã có loạt bài lật lại những giả thuyết xung quanh sự ra đi của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Hai tháng trước khi qua đời, Lý Tiểu Long bất ngờ phải nhập viện. Sự việc xảy ra hồi tháng 5 năm 1973, Lý Tiểu Long bị ngất trên phim trường Enter the Dragon, Long Tranh Hổ Đấu năm 1973. Ngôi sao võ thuật bị đuối sức, co giật và đau đầu dữ dội. Lý Tiểu Long nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện ở khu Cửu Long Đường, Hồng Kông, Trung Quốc. Tại bệnh viện, Lý Tiểu Long được chẩn đoán là bị phù não. Bác sĩ kê cho nam diễn viên một số loại thuốc. Chỉ nằm viện ít ngày, Lý Tiểu Long ra viện và lại khỏe mạnh như thường. Những ngày sau đó, thi thoảng Lý Tiểu Long có phàn nàn về những cơn đau đầu. Dù vậy, huyền thoại võ thuật vẫn duy trì chế độ ăn uống và luyện tập như trước. Tình trạng phù não xuất hiện trở lại ở Lý Tiểu Long một lần nữa vào ngày 20 tháng 7 năm 1973. Đó chính là ngày mà Lý Tiểu Long qua đời. Vào ngày cuối cùng trong cuộc đời, Lý Tiểu Long vẫn làm việc miệt mài. Nam diễn viên tích cực thảo luận về dự án phim mới Game of Death, Tử vong du hí 1978 với nhà làm phim Châu Văn Hoài. Hai người cùng tới nhà của nữ diễn viên Đinh Phối. Sau đó, ông Châu Văn Hoài đi ăn tối ở bên ngoài. Lý Tiểu Long ở lại nhà Đinh Phối. Tài tử lại đau đầu, nên Đinh Phối đưa cho nam diễn viên một loại thuốc giảm đau có sẵn trong nhà. Uống xong và cảm thấy mệt, Lý Tiểu Long liền đi nằm. Chờ mãi không thấy Lý Tiểu Long dậy ăn tối, Đinh Phối đến bên đánh thức nam diễn viên dậy, nhưng Lý Tiểu Long không tỉnh dậy nữa. Đinh Phối gọi điện cho Châu Văn Hoài. Hai người gọi một bác sĩ tới xem tình trạng của Lý Tiểu Long. Vị bác sĩ này liền gọi xe cấp cứu để đưa Lý Tiểu Long tới bệnh viện. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết Lý Tiểu Long đã qua đời từ trước khi được đưa tới bệnh viện. Sự ra đi đột ngột của ngôi sao võ thuật có thể lực tráng kiện khiến nhiều người không tin nổi. Việc khám nghiệm tử thi sau đó đã kết luận rằng Lý Tiểu Long qua đời vì phù não. Mối quan hệ tình cảm giữa Lý Tiểu Long và Đinh Phối bắt đầu bị đem ra phân tích. Khi qua lại với Đinh Phối, Lý Tiểu Long là người đã có gia đình. Ngay lập tức, dư luận liền đưa ra nhiều suy đoán về Đinh Phối. Nhiều fan cực đoan cho rằng liều thuốc Đinh Phối đưa cho Lý Tiểu Long có vấn đề. Họ cho rằng Đinh Phối biết mối quan hệ với Lý Tiểu Long sẽ không bền lâu nên trả thù người tình. Về sau, bà Đinh Phối từng tâm sự trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều sự ghét bỏ vô lý, những lời đe dọa khủng khiếp. Khi ấy, tôi mới 26 tuổi, tôi đã phải sống trong sợ hãi và cô độc một thời gian dài." Nghi vấn Lý Tiểu Long gặp vấn đề sức khỏe vì chất kích thích. Các chuyên gia nghiên cứu tiểu sử của Lý Tiểu Long biết một thực tế rằng huyền thoại võ thuật đã sử dụng chất kích thích trong vòng vài năm trước khi qua đời. Năm 2021, một số lá thư viết tay được tìm thấy. Trong thư, Lý Tiểu Long yêu cầu nam diễn viên người Mỹ Robert Baker cung cấp cho mình một số chất cấm. Robert Baker từng tham gia diễn xuất với Lý Tiểu Long trong phim Fist of Fury, Tinh Võ Môn 1972. Những lá thư được tìm thấy tại một chợ đồ cũ ở Mỹ. Sau đó, nét chữ trong thư đã được công ty Professional Sports Authenticator khẳng định rằng đây chính là của Lý Tiểu Long. Professional Sports Authenticator là một đơn vị hàng đầu tại Mỹ trong việc xác thực chữ viết tay của người nổi tiếng. Những lá thư này đã được giao bán đấu giá tại Mỹ hồi tháng 7 năm 2021 và đạt mức giá $462.500.
Dù có những nghi vấn rằng Lý Tiểu Long gặp vấn đề sức khỏe vì sử dụng chất cấm, nhưng bác sĩ Donantia, người từng khám nghiệm tử thi Lý Tiểu Long, khẳng định đây không thể là nguyên nhân trực tiếp khiến Lý Tiểu Long qua đời. Thực tế, bác sĩ Donantia đã tìm thấy chất kích thích trong dạ dày của tài tử, nhưng ông một mực phủ nhận đây là nguyên nhân khiến Lý Tiểu Long qua đời. Ông cho rằng nếu đưa ra kết luận như vậy là bản thân đã vô trách nhiệm. Sự thành công của Lý Tiểu Long làm giới giang hồ nóng mặt. Khi còn là một thiếu niên mới lớn, Lý Tiểu Long từng có nhiều va chạm, xung đột với giới giang hồ. Sự bốc đồng của tuổi mới lớn đã đưa Lý Tiểu Long vào những nguy hiểm khó lường, vì vậy, Lý Tiểu Long mới quyết định rời khỏi quê nhà, tới Mỹ sống. Sau này, khi trở về Hồng Kông, Trung Quốc đóng phim và trở thành ngôi sao của dòng phim võ thuật, Lý Tiểu Long vẫn không chịu nhượng bộ các băng nhóm giang hồ. Thời ấy, các băng nhóm giang hồ rất có tầm ảnh hưởng đối với giới làm phim, các tay anh chị thường gây sức ép với các đoàn phim để làm ăn. Các băng nhóm này đầu tư vào các dự án phim để kiếm lời và bảo kê cho các đoàn phim. Các dự án phim của Lý Tiểu Long rất ăn khách, nhưng tài tử không chịu nhượng bộ các băng nhóm đến làm luật với mình. Tài tử không chấp nhận hợp tác với các tay anh chị. Qua thời gian, Lý Tiểu Long bị xem là đắc tội với giới giang hồ. Chính vì vậy, khi tài tử qua đời, đã có những nghi vấn dấy lên trong công chúng rằng có thể Lý Tiểu Long đã bị ám hại bởi các băng đảng giang hồ từng bị tài tử từ chối hợp tác. Lý Tiểu Long có thể đã qua đời vì uống quá nhiều nước. Năm 2022, một nghiên cứu công bố trên tạp chí y học Clinical Kidney Journal, Mỹ đã đưa ra giả thuyết rằng Lý Tiểu Long qua đời vì bị giảm nồng độ natri huyết thanh gây ra bởi hiện tượng thừa nước. Thực tế, hiện tượng thừa nước ở mức độ nghiêm trọng cũng có thể gây ra phù não. Huyền thoại võ thuật vốn có thói quen uống nhiều nước. Bên cạnh đó, Lý Tiểu Long còn sử dụng chất kích thích, điều này càng khiến anh cảm thấy khát. Trong khi đó, thận của nam tài tử có thể đã bị suy giảm chức năng qua 5 tháng do anh sử dụng nhiều loại đồ uống, hoạt chất, thuốc kê đơn. Trong ngày cuối đời của Lý Tiểu Long, có thể thận của tài tử đã không đủ khả năng đào thải nước ra khỏi cơ thể, dẫn tới hiện tượng phù não, nguyên nhân trực tiếp khiến Lý Tiểu Long qua đời. Điểm chí tử của Lý Tiểu Long từ góc nhìn của Thành Long. Lần đầu Thành Long gặp mặt Lý Tiểu Long là trên phim trường Fister Fury, tinh võ môn 1972, khi ấy, Lý Tiểu Long đang ở đỉnh cao danh tiếng, còn Thành Long mới chỉ là một diễn viên đóng thế vô danh. Thành Long từng tham gia đóng thế trong hai bộ phim của Lý Tiểu Long, gồm Fister Fury và Enter the Dragon, Long Tranh Hổ Đấu 1973. Từng có dịp làm việc với Lý Tiểu Long, Thành Long sớm nhìn ra điểm chí tử ở đàn anh. Thành Long từng thẳng thắn chia sẻ, tôi nghĩ nhiều người đã vô tình cùng gây nên cái chết của Lý Tiểu Long. Có quá nhiều lời đồn đại về anh ấy, những lời đồn đại về những điều phi thường mà anh ấy có thể thực hiện được. Mọi người cứ thế thúc bách anh ấy tiến lên, tiến xa hơn, phá vỡ thêm những giới hạn và mọi thứ trở nên quá đà. Lý Tiểu Long đã phải chịu rất nhiều áp lực trong vai trò một người hùng, một ngôi sao võ thuật, điều đó mang lại cả lợi và hại cho anh ấy. Có một điều mà tôi đã học được từ cuộc đời của anh ấy, đó là đừng cố trở thành người hùng trong mắt mọi người.